Sau khi gửi xe gắn máy ở bãi xe sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất xuống tầng trệt mặt đất, sẽ thấy đường đi ra ga quốc nội. Đây, nơi đây có dịch vụ cà phê, xếp hàng đón taxi. Ra đây rẽ phải sẽ đi ra ga quốc tế. Còn quẹo trái là đi ra qua quốc nội. Như đi thẳng vô. Đây phía trước là bãi đậu xe. Đi vô. Đây là ga đến quốc nội. Đây là ga đi trong nước và ga quốc tế. Đây ga cổng D3, đi hãng Vietjet Air thì check-in ở đây. Wow.
Đây các quầy check-in Vietjet Air. Đây là các máy check-in tự động. Sẽ hướng dẫn mình cách check-in. Nhập mã vô. Và sau đó vô thẳng máy bay khỏi phải check-in. Rất tiện lợi.